Trong buổi lễ chào đón các tân binh tại Inter Miami, David Beckham gặp phải sự cố trượt chân trên đường tới sân khấu, nhưng anh nhanh chóng đứng vững. Thương gia Jorge Mas, đồng chủ tịch Inter Miami, cũng gặp tình huống tương tự. Tuy nhiên, Lionel Messi không gặp sự cố này. Beckham sau đó có bài phát biểu xúc động về việc xây dựng đội bóng Inter Miami. Anh chia sẻ về giấc mơ mang những cầu thủ hàng đầu thế giới về thành phố Miami và xây dựng một di sản trong môn thể thao này. Beckham cũng chào đón Messi và tỏ ra tự hào khi Messi chọn Inter Miami là điểm đến tiếp theo của sự nghiệp. Buổi lễ diễn ra trong cơn mưa nặng hạt nhưng không làm mất đi sự phấn khích và mong đợi của các thành viên trong câu lạc bộ.